đi mày, điện thoại tới kìa. Làm gì vậy thằng quỷ? Nghe điện thoại kìa, không nghe phải không? Hát nữa nha. Mang hình bóng quê hương. Alo, cua đồng gọi đại bàng nghe rõ trả lời. Alo, cua đồng gọi đại bàng nghe rõ trả lời. Lên nóc nhà là bắt con gà, lên nóc nhà là bắt con gà, chọc tiết gà là chọc tiết gà. Tiếng nói Việt Nam. Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đại ca ơi, có điện thoại kìa. Có ai đang gọi kìa đại ca, hãy mau nghe máy kìa đại ca. Có một con gà nó đang gọi, nếu đại ca không muốn nghe máy thì hãy để em sẽ nghe, em sẽ. Ok. Ngủ hoài. Sáng rồi. Em mày dám mày. Mặc dù nó phạm thức, kết câu cuối thôi. Mẹ mày.